Kinh tế mũi nhọn của huyện Phước Long là sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, trọng tâm là cây lúa và con tôm. Để nâng cao chất lượng, sản lượng của hai loại nông sản này, thì ngành nông nghiệp huyện đã triển khai thực hiện các chương trình dự án đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Hiệu quả của việc đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp mang lại rất khả quan, không những đảm bảo khung lịch thời vụ, tăng hệ số dòng quê sử dụng đất, nâng cao năng suất sản phẩm, giải phóng sức lao động mà còn đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Đến nay, tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đối với cây trồng vật nuôi chủ lực của huyện Phước Long chiếm trên 90%. Có máy liên hợp cắt lúa tại chỗ, mua bán, có thương lái mua lúa tươi tại chỗ luôn. Toàn vùng sản xuất ổn định huyện Phước Long có tổng diện tích đất canh tác hơn 27.360 ha, trong đó diện tích chuyên canh tác lúa chiếm hơn 13.730 ha. Những năm qua, bên cạnh đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất, nền nông nghiệp của huyện cũng đang hướng tới ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Nông dân đã bắt đầu sử dụng máy bay nông nghiệp điều khiển từ xa, với chức năng 3 trong 1, phun thuốc bảo vệ thực vật, xạ lúa, rải phân vào sản xuất. Trước đây là mình phun thuốc bằng tay, xạ lúa bằng tay, rải phân bằng tay rồi đó, thì rất là tốn kém. Mình lại là tiếp xúc là thuốc nữa, cũng vừa sợ gây bệnh nữa. Bây giờ là có công nghệ máy bay rồi là mình phun thuốc là rất là nhanh, mà rất là hiệu quả. Để tạo điều kiện cho nông dân ngày càng tiếp cận, ứng dụng hiệu quả cơ giới hóa và công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, ngoài những tổ chức cá nhân có điều kiện đầu tư thực hiện dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, năm 2022 này, huyện Phước Long còn đầu tư 4 máy bay nông nghiệp siêu nhẹ, không người lái, sử dụng thiết bị điều khiển từ xa, với chức năng 3 trong 1 và 2 máy gạt đập liên hợp cho một số hợp tác xã tiêu biểu trong vùng sản xuất ổn định. Thực hiện chương trình này, huyện hỗ trợ cho hợp tác xã 40% chi phí và hợp tác xã đối ứng 60% chi phí. Việc đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa và công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp cho thấy nhiều hộ đã mạnh dạn thay đổi tập quán tư duy sản xuất truyền thống kém hiệu quả sang hiện đại. Đây cũng là mục tiêu góp phần thực hiện hiệu quả đề án của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu về xây dựng, củng cố tổ chức cộng đồng canh tác lúa thông minh theo hướng hữu cơ, thích ứng biến đổi khí hậu và hình thành chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm lúa ổn định, bền vững thuộc chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa. Đồng thời qua đó cũng góp phần thực hiện có hiệu quả đề án của Ủy ban Nhân dân huyện Phước Long về đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tăng sức cạnh tranh sản phẩm hàng hóa trên thị trường, tăng thu nhập, nâng cao đời sống người nông dân, tạo động lực để thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.